Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập vào kênh YouTube của eWay 301. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một chiếc TV, Smart TV có kết nối Internet, gần như là gia đình nào hiện nay cũng có sử dụng chiếc TV này. Và chúng ta thường nghe nhạc, xem phim, hát karaoke trên TV này rất thuận tiện cho anh em. Và việc chúng ta khai thác cái cổng quang học ở phía sau TV để có được cái nguồn nhạc kỹ thuật số, nguồn nhạc chất lượng cao để chúng ta nghe nhạc hoặc hát karaoke được rất nhiều người sử dụng. Và đặc biệt là quý vị thấy là ngay cả những chiếc TV Samsung hiện nay họ đã loại bỏ jack 3.5 và chỉ có cổng quang học ra thôi. Đó, bởi vì cổng quang này có rất nhiều ưu điểm để anh em chơi. Thế nhưng gặp một cái vấn đề là anh em thấy rằng là TV thì sẽ sử dụng cổng quang học. Anh em thấy là cái cổng mà khi cắm vào nó sẽ ra ánh sáng đỏ như này. Đó. Thế nhưng âm ly của chúng ta thì gần như là tất cả đều sử dụng jack AV như này. Thì làm thế nào để kết nối TV với cả âm ly? Thì truyền thống thì anh em biết rồi, thường sử dụng cái bộ chuyển đổi quang như này. Đó, những bộ chuyển đổi quang thì anh em gần như là gia đình nào cũng sử dụng rồi, đã từng sử dụng rồi. Đấy, cắm vào đường quang học, anh em thấy nhá, cắm vào đường quang và nó sẽ ra hai đường AV, chúng ta cắm vào, chúng ta lấy nguồn nhạc chúng ta nghe. Đó, truyền thống là như vậy. Và những bộ chuyển đổi quang như này thì quá phổ biến với anh em rồi. Hơn 100.000, thậm chí là vài chục nghìn cũng đều có, với đầy đủ mẫu mã, chất lượng khác nhau. Nhưng mà nhìn chung thì để có được cái nguồn nhạc chất lượng cao để anh em chơi thì phải đòi hỏi những cái sản phẩm, những cái thiết bị nó cao cấp hơn để có được cái nguồn nhạc xịn hơn để anh em chơi. Thì sẽ có những cái bộ chuyển đổi quang cao cấp hơn cũng có, và thậm chí là ngày nay thì anh em thấy rằng là đại đa số anh em đều nghe cái khái niệm là đầu giải mã DAC để anh em chơi. Đó, DAC. Thông thường thì anh em thấy là đầu DAC thì khoảng tầm trên dưới 1 triệu rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi sẽ muốn đem đến một cái sản phẩm với mức giá chỉ bằng một chiếc đầu giải, chiếc chuyển đổi quang này thôi. Chính xác là bằng một con đầu giải chuyển đổi quang cho anh em sử dụng để anh em trải nghiệm là con giải mã so với chuyển đổi quang nó có hay hơn không, nó có chất lượng hơn không. Đó. Và con giải mã này cũng bật mí luôn cho anh em, mức giá 320.000 đồng một bộ đầu giải mã, tương tự bằng giá một con chuyển đổi quang anh em trải nghiệm. Đó. Còn DAC thì có thể rất nhiều anh em đã biết rồi, nhưng mà mình có nói qua một chút cho anh em nào cũng chưa có tìm hiểu. DAC ở đây là tôi đã viết sẵn ở đây rồi, là cái cụm từ Digital Analog Converter, tức là chuyển đổi âm thanh kỹ thuật số, digital âm thanh kỹ thuật số sang âm thanh analog. Âm thanh analog tôi đã nói rất rõ rồi, là âm thanh tương tự tại phòng thu, tức là người ta thu âm một bài hát như nào thì cái tín hiệu đó họ thu lại thì chúng ta nghe, nó là âm thanh được lưu lại trong các cái băng cassette chẳng hạn, đầu đĩa than chẳng hạn, vân vân. Nó là tín hiệu liên tục. Còn tín hiệu digital tức là tín hiệu kỹ thuật số đã được mã hóa rồi anh em nhé, nó được mã hóa vào cái tín hiệu này, nó gọi là tín hiệu rời rạc, và để chúng ta nghe nhạc được hay hơn, được mượt mà hơn thì anh em thấy rằng là họ sẽ sử dụng tín hiệu analog, tức là cần con đầu giải mã để chuyển đổi cái tín hiệu kỹ thuật số này, đường quang này, về tín hiệu analog để chơi. Đấy. Và con đầu giải mã này có gì hay thì anh em cùng theo dõi nhé. Đặc biệt tôi nhấn mạnh lại với anh em là cái sản phẩm này mình đem muốn cái trải nghiệm rất là tốt cho anh em, để anh em có cái điều kiện tiếp xúc với chiếc đầu giải mã thay những con đầu và chuyển đổi qua. Con này thì anh em thấy là ngay bên ngoài 192 kHz nhá, DAC. Trên này đã có Digital to Analog Audio Converter. Đó, đây. Cái sản phẩm này thì đây, cái vỏ bìa bên ngoài anh em thấy rằng là được đóng gói trong cái giấy bìa cắt tông, giấy tái sử dụng, và rất rõ ràng made in China, hàng chính hiệu của Trung Quốc. Theo những nguyên tắc quốc tế thì hàng sản xuất tại đâu thì ghi made in tại đó. Đó, đây là một cái sản phẩm của chúng ta, DAC của hãng Zinet. Quý vị có thể cảm giác là cầm trên tay nó rất là chắc và những cái nhôm rất là dày, anh em thấy những cái bơ vía như này. Rồi, phụ kiện sẽ gồm có những gì tôi sẽ nhắc qua một chút đây. Đây là một tờ hướng dẫn sử dụng này, cũng như thông số kỹ thuật, một dây quang tặng kèm, một dây nguồn. Đó, dây nguồn này thì quý vị có thể cắm nguồn, có hai cách cắm nguồn anh em nhé. Đây, tôi sẽ tháo luôn cái dây nguồn cho anh em xem. Dây nguồn này, dây quang này. Đó, dây quang này thì dài khoảng tầm 1 mét. Dây quang khoảng 1 mét anh em nhé. Và anh em lưu cho là khi em sử dụng nhớ phải tháo cái đầu chụp này ra. Tất cả dây quang đều có chụp bảo vệ, chụp cái mặt kính này thì anh em phải rút ra khi sử dụng. Đó. Và đây là con giải mã của chúng ta. Bên ngoài thì có chữ converter này. Đấy. Và tất cả bằng nhôm
phay rất là đẹp và các cái rắc được mạ vàng, như em thấy rất là sáng, rất là xịn. Và đường vào như em thấy hai đường vào ở đây, một là đường optical là cổng quang, gần như 99% anh em đều dùng cổng quang này cắm vào đây đó. Và bên cạnh đây là đường coaxial dùng cho đầu đĩa, cổng này thì rất ít anh em dùng, nhưng đại đa số chỉ dùng cổng quang. Chỗ là chỗ cắm nguồn anh em nhé, đây dây nguồn, dây nguồn đây có đi kèm, dây nguồn này cắm vào đây giống như dây sạc điện thoại đó. Bên cạnh này có cái đèn báo và phần input ở cổng tín hiệu vào. Rồi cổng ra của nó có hai cổng, một cổng ra ký hiệu là output ở đây là đường AV để cắm xuống âm ly, hoặc là jack tai nghe jack 3.5, anh em dùng đều được nhé, một trong hai, như hay nhất là đường AV anh em nhé, anh em nên dùng đường AV để tín hay nhất. Phía sau này và cũng made in China, model sản phẩm là HS202. Quý vị và các bạn lưu cho nhớ model HS202. Anh em đặt hàng chỉ cần nhắn cho tôi đúng cái model HS202, nhắn đi vào số điện thoại của tôi 0908722688 tôi sẽ giao hàng cho anh em. Rồi giờ sẽ cách kết nối và hướng dẫn anh em sử dụng. Đầu tiên thì anh em cắm dây quang vào rồi này, nhớ anh em lưu cho là cắm dây quang đúng theo chiều, nó hơi vát như này, thì chúng ta rút cái đầu chụp ra và cắm xuống đó, cắm vào, cắm dây nguồn vào và sẽ cắm cục sạc. Cục sạc này chúng tôi sẽ tặng kèm anh em nhé. Cục sạc này chính là cục sạc điện thoại đấy, 5V, hoặc là anh em nếu như gần TV thì cắm vào cổng USB ở phía sau TV, có cổng USB để lấy nguồn ra luôn. Nếu không thì cách đơn giản nhất là cắm cực trực tiếp vào cục sạc điện thoại, cắm vào điện. Đó, đây tôi sẽ thực hiện luôn cho anh em nhé. Rồi, sau khi cắm nguồn rồi này, đèn đã báo đỏ, anh em thấy đèn đã báo đỏ. Đây là thông số kỹ thuật của con này cho anh em xem. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng cũng như thông số kỹ thuật khá là dày, khá là dài. Đấy, có cả tiếng tiếng Anh này, quý vị xem nhé, tiếng Anh này, tiếng Nhật này. Đấy, có tiếng Anh, tiếng Nhật. Bản này thì không có tiếng Tàu, một số bản sản xuất tại Trung Quốc họ bán trên cả thị trường Trung Quốc thì có tiếng Trung, đây là họ xuất đi nước ngoài nhá. Tiếc là không có tiếng Việt cho anh nghe nhá. Đấy, con này là 24 bit anh em nhé, từ 16 đến 24 bit và tần số lấy mẫu là 192 kHz. CD chỉ có 44.1, tần số lấy mẫu chỉ 44.1 thôi. Con này là 192 thì em thấy rằng gấp gần như 5 lần, 4-5 lần so với tần số lấy mẫu so với CD. Tất nhiên mình không thể so sánh như thế được, nhưng mà nói ra như vậy để anh em biết rằng là cái sức mạnh của con đầu giải mã này có thể lấy được mẫu lên tới 192, rất là cao so với một chiếc đầu giải mã trên 1 triệu. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc cắm dây quang vào con giải mã và cắm đường AV xuống âm ly vậy thôi. Trắng với trắng, đỏ với đỏ, đó. Như vậy bật âm ly là dùng được ngay. Đấy, rồi giờ bật âm ly anh em nhé, bật âm ly vào nhạc ngay, rất đơn giản. Đấy. Và cuối cùng là mình nhắc lại một chút về cái sản phẩm này để anh em có thể đặt hàng, là một chiếc đầu giải mã DAC của hãng Zinet, model là HS202. Đấy, một em sản phẩm rất rõ ràng anh em nhé, có mức giá là 320.000 đồng, gồm có những gì? Gồm có dây quang là một này để anh em kết nối từ TV xuống giải mã, gồm có dây nguồn cắm vào nguồn đó, một tờ hướng dẫn sử dụng và tặng kèm cho anh em một cục nguồn. Đấy, cục nguồn như anh em trường hợp mất cục nguồn này có thể cắm vào cục nguồn điện thoại sạc điện thoại đấy nhá. Đó, và đặc biệt điều quan trọng nhất là anh em lo ngại nhất là hàng Trung Quốc là vấn đề về bảo hành. Chúng tôi bảo hành 1 năm cho anh em, lỗi đổi mới trong 1 năm nhá. Và nếu như quý vị và các bạn nào yêu thích con đầu giải mã DAC của hãng Zinet HS202 thì hãy nhắn tin gọi điện vào số điện thoại của tôi để đặt hàng. Nếu như anh em nào đã yêu thích sản phẩm này rồi thì có thể nhắn tin một phát là tôi chuyển hàng cho anh em thôi, anh em nhận hàng rồi thanh toán nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn, xin chào và hẹn gặp lại anh em.